Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con hôm nay giới thiệu cô chú anh chị mình một cây sứ Anaconda thân tím cho cô chú anh chị mình. Đó, cây này thân tím mà cái gốc của nó khá là to, đang nằm trong chậu C12 với cô chú anh chị mình ha. Đó, Anaconda một cốt phân tàn đi lên, lên trên này là phân tàn thân tím cho cô chú anh chị mình ha. Đó, Anaconda này cây nguyên thủy nha cô chú anh chị mình. Đó, ở trên này phân tàn nữa, mình làm cái tàn dù á, đẹp lắm nha cô chú anh chị mình ha. Này mình xả tàn nữa, mình làm tàn dù cái cây một cốt này rất là lực luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cái ở phía dưới này của nó khá là bự lên, nó thon lên ha, đẹp lắm cô chú anh chị mình nha. Cây này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 280k. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668. Đó cũng là số Zalo của con nha cô chú anh chị mình. Ai yêu mến thì nhớ nhấn nút kênh đăng ký ủng hộ con hết cô chú anh chị mình ha. Đây là mặt hoa của cây hoa Anaconda ha. Cây này mặt hoa nó bị xé rồi, nó bông nó màu đỏ, cái sọc cũng khá là đẹp ha. Đó, cái này bông này chưa chuẩn nha cô chú anh chị mình. Đặc biệt cái Anaconda này thì cái bông nó mọc từ thân ra luôn cô chú anh chị mình ha. Đó, nó mọc từ cái thân ra luôn. Cái lá của nó khá là đẹp luôn cô chú anh chị mình, nhìn cái bộ lá của nó nè. Tại vì cái giống này nó rất là mạnh luôn. Bởi vì cái bộ lá của nó đẹp ghê không? Xanh mà xanh rất đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Nó bóng lộng luôn á. Cái loại cây này nó rất là khỏe, cho nên nhìn cái bộ lá của nó khá là đẹp. Nó xanh mà xanh bóng nha cô chú anh chị mình ha. Rồi con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo ạ.